là bút về sai thiên nhang là bút về sai làm phiền sư tướng đáo lai hộ chi tả sai bình bộ bình thì bình bộ bình thì tả sai bình bộ bình thì cứu sai bình thủy ra đi âm bầm hoàng nghi ra tấm trung tâm ra tấm trung tâm hoàng thì ra tấm trung tâm tam thông kích cổ điều đầu đầu lên chơi phủ đôi đường dòng nhan vai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ná đích tăng cùng giảng kim phổ hoàng thân cận thánh chúa thiên trùng chùa ca lăng tân giảng từ bi mật mật chúng sinh cố ngã kim đình lệ tai quang chiếu thiên tôn ca lăng tân giảng từ bi mật mật chúng có ngã kim đỉnh lễ tài quang phải chiếu thiên tôn liên thủ ba
chuộc chén ấy hoàng hoa. Nhị tuần á à, xin quan hoàng mời xơi cạn chén hoàng hoa từ thành phong thu bình nguyệt lúc tiệc về ông hoàng người còn mãi biết biết bàn cùng ai nồng trên hoa ngồi ngắm bóng chỉ hồng tam tuần xin ông nhấn cạn dũ cả nhân tình vội thế
hồng xin ông mười soi tỏ xin ông mười soi tỏ tất lòng đó trăm cầu cầu đêm mà bắc sông ngân cung quảng hà ngồi trong cung quảng đêm xuân ý mơ màng bóng trăng soi tỏ cánh anh ở chùa bài bông 12 các cô tổ nữ phụng giả đôi
đôi bên nóng nóng gió dài, đôi bên nghe gió dài. Ông Hoàng mười trong xứ nghề phố đang, ông mười ngày trong xứ nghề phố đang công đường xa hoàng không nề, đường xa hoàng chẳng nề. Ai cô ai vô trong sự nghề thời vô qua cầu bến thủy tới kinh đô đền thờ quan hoàng mười, tới kinh đô đền quan hoàng mười. Biết ông mười ra các kế biết hoàng ra, hoàng mười tiếp nhận lòng bán tài. Biết ông hoàng mười ra tiếp tiếp lòng bán cầu sao cùng mà là ước được được trong chốn ra chúng luôn thuận hòa, ra chúng luôn thuận hòa. Đồng nào chẳng phải đâu xa, chứ rằng đồng nào từ tướng hùng binh ông mười chiến, từ tướng hùng binh tiểu đoàn tam